Liên quan đến vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với khoảng 40 thanh thiếu niên tham gia vào rạng sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, sau quá trình vào cuộc làm rõ, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Sơn Trà đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 16 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, hai đối tượng cầm đầu hai nhóm bị khởi tố bắt tạm giam là Bùi Thanh Phúc, 18 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà và Trần Minh Toàn, 17 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Đồng thời, công an quận cũng đã bắt tạm giam 3 đối tượng khác cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 thanh niên tuổi từ 16 đến 19 của cả hai nhóm Sơn Trà và Cẩm Lệ. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ hỗn chiến nói trên xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa thành viên của hai nhóm, dẫn đến việc nhắn tin kêu gọi trên mạng xã hội đặt mua hung khí chuẩn bị bom xăng để đánh nhau. Hiện công an quận Sơn Trà đã làm rõ hành vi của hơn 20 đối tượng trong hai nhóm và tiếp tục làm rõ xác định vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan.